Trước khi đi vào video mình nhờ các bạn một chút. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh và bật nút chuông để khi nào có video mới thì các bạn sẽ nhận được nha. Và hiện tại thì mình sẽ có hai cái kênh chính là kênh TikTok săn sale và đánh giá. Theo dự kiến ý, không gì thay đổi thì mình sẽ live thường xuyên vào lúc 11:30 trưa hàng ngày. Và kênh Shopee của mình là săn sale và đánh giá store sẽ sắp tới sẽ chuyên bán phụ kiện, sẽ live vào khoảng 11:30 trưa hàng ngày theo dự kiến nhá. Và sẽ có một kênh Shopee mới nữa, rất mong các bạn ủng hộ. Xin chào các bạn đã quay trở lại với săn sale và đánh giá. Redmi Note 12 Pro là một sản phẩm ra mắt một thời gian khá là dài rồi. Tuy nhiên, trong tầm tiền khoảng đâu đó là 4,5 triệu chưa săn sale nhá, thì hiện tại mình vẫn recommend cho bạn nào đang cầm sản phẩm để sử dụng hàng ngày ngon lành, để chơi game cũng như là mua cho phụ huynh. Và cũng may quá, hiện tại với Shopee săn sale và đánh giá store của mình cũng về số lượng vừa đủ để hỗ trợ anh em mua nha. Nếu như các bạn có để ý ở trong nhiều cái video trả lời câu hỏi ấy, các bạn hỏi là anh ơi, tầm tiền khoảng 4,5 triệu hay là tầm khoảng 5 triệu đổ lại thì nên mua sản phẩm nào để toàn diện dùng lâu dài, thì mình vẫn recommend cho các bạn sử dụng là sản phẩm Redmi Note 12 Pro máy mới nhé. Đây là sản phẩm sách tay. Còn hiện tại thì Redmi Note 13 Pro mình đang có đây hiện tại với Shopee săn sale và đánh giá store giá quanh quẩn khoảng đâu đó là 5,25 triệu. Đây là cái mức giá mà các bạn chưa có áp mã giảm giá nhé. Thế thì với Redmi Note 12 Pro các bạn có áp mã giảm giá vào thì nó chỉ quanh quẩn khoảng đâu đó là 3,9 triệu đến 4 triệu thôi. Tầm tiền này thì các bạn sử dụng quá ngon luôn. Mình sẽ không nói quá kỹ về những cái trải nghiệm ở những cái thông số trên sản phẩm này, bởi vì là mình đã có một cái video đánh giá khá là chi tiết rồi. Đây là một vài cái điểm mới này. Redmi Note 12 Pro thì update lên cái hệ điều hành Hyper cũng khá là lâu rồi. Giờ mình mới cho anh em xem nhé. Đây là phiên bản Hyper 1.0.4. Và có một cái câu chuyện như này. Mình mua cho bố mình Redmi Note 12 Pro một thời gian cũng khá là dài, đâu đó là vào tầm khoảng tháng 10 năm ngoái. Và đến thời điểm tại dùng rất vô tư, mình vẫn đang để trong góc thôi. Mà về thông báo Zalo này, về video call Zalo thứ ấy, mình gọi phát nổ tinh tinh luôn. Kể cả message các bạn chỉ cần sử dụng một vài cái quyền, ví dụ nhá, anh em mở cái gì nhỉ, Facebook đi, chưa? Anh em ghi vào cho mình. Đây là những cái mà mình có hỗ trợ ở trên cái sản phẩm bố mình nhá. Ghi vào này, chưa? Cái thứ hai, các bạn vào cài đặt. Một vài cái tip nhỏ thôi, để bạn nào mà mua Note 12 Pro hay là một vài sản phẩm máy sách tay thì có thể áp dụng, nó sẽ hiệu quả một phần nào đấy, được chưa? Rồi, các bạn vào cái phần app này, kéo xuống cho mình. Ví dụ mình tìm Face để nhận thông báo ngon nhá. Face này, anh em bật cho mình cái phần Auto Start lên. Có đấy, ở trong cái phần Permission này, có chỗ nào nó cần thiết đến ý, anh em bật hết lên. Ví dụ như mấy cái kiểu là contact cái thứ này, anh em cứ bật hết lên là Already Allowed là ok thôi. Thông báo thì mình thấy cũng ok phết nha. Còn về hỗ trợ ROM ý, bạn nào mà chưa lên HyperOS thì Shopee mình vẫn hỗ trợ các bạn cài ROM quốc tế nha. Còn chờ mà các bạn có lên cái hệ điều hành Hyper rồi thì Shopee mình xin phép là không hỗ trợ, bởi vì là chi phí cái phiên hỗ trợ unlock cái phiên bản Hyper này khá là cao. Đây, nếu như mà so sánh với sản phẩm là Redmi Note 13 Pro chạy với chip Snap 7 Gen 2 ý, thì những cái trải nghiệm của mình như này, Dimensity 1080 mình thấy là nó có ổn hơn Snap 7 Gen 2 nha. Từ về cái mặt trải nghiệm gaming mượt mà các thứ, rồi là về cái nhiệt độ thì Note 12 Pro nó đều ổn hơn các bạn ạ. Cho nên là bạn nào có chơi game tầm trung trở xuống ấy thì có thể cân đối Redmi Note 12 Pro max setting vô tư, được chưa? Một cái điểm mà Redmi Note 13 Pro nó có cải thiện khá nhá, đó là về màn hình. Đó, cái viền màn hình trên Note 13 Pro nó màu hơn rất nhiều so với lại Redmi Note 12 Pro các bạn. Đây là cầm này. Đó. Rõ ràng về thiết kế thì Note 13 Pro nó sexy và đẹp hơn rất là nhiều. Với cá nhân mình thì chắc chắn mình sẽ vote cái thiết kế ở trên Note 13 Pro rồi. Còn Note 12 Pro một sản phẩm nó chỉ là mặt lưng nhựa thôi anh em ạ. Cái khung thì cũng là khung nhựa và trải nghiệm cầm nắm rất là thoải mái thôi. Mặc dù là đây, bò vuông rất là vuông luôn, do là trọng lượng con này nó nhẹ nên là anh em cứ cầm vô tư, được chưa? Sơ qua một chút, đấy là về thiết kế trên Redmi Note 12 Pro. Còn về camera, thực ra cái sự cải tiến giữa Note 13 Pro và Note 12 Pro ấy, đó là về cái độ chi tiết khi mà các bạn chụp ảnh. Note 13 Pro nó sẽ có cam chính với độ phân giải là 200 megapixel. Đấy, thành ra khi mà các bạn chụp ảnh trong điều kiện gọi là chụp cảnh chẳng hạn thì đấy là một cái điều rất là quan trọng nha. Còn với Note 12 Pro chúng ta sẽ có cam chính với độ phân giải là 50 megapixel, được chưa? Về quay video ấy, sản phẩm này có thể quay video với độ phân giải tối đa là 4K và 30fps. Còn cam trước chúng ta, đấy, rất ngon nhé. Xiaomi thì rõ ràng đều hỗ trợ quay video cam trước với độ phân giải là Full HD và 60fps.
Và cái khả năng quay video trên hai sản phẩm này này, cam sau cái sự khác biệt không có quá nhiều. Về chất lượng chụp ảnh trong tầm tiền như thế này nhá, thì mình đánh giá Redmi Note 12 Pro là một sản phẩm mà nó có chất ảnh về tổng thể cũng rất là tốt rồi, nên là anh em có thể cân đối nhá, được chưa? Tiếp theo, sản phẩm này có cái công suất sạc là 67W và sạc đầy cái pin pin 5000 ý, thì nó rơi vào khoảng đâu đó là từ 45 đến 48 phút các bạn ạ. Đấy là về cái mà mình có test thực tế. Còn về thời gian on screen trung bình khi mà các bạn có sử dụng tác vụ hỗn hợp kiểu là lướt top top các kiểu ấy, thì nói chung là tầm khoảng 6 tiếng rưỡi. Nếu mà anh em sử dụng cơ bản hàng ngày thì vô tư nha. Về tần số quét thì vẫn là 120 thôi. Màu sắc hiển thị các thứ này thì anh em không phải lo nghĩ gì cả, được chưa? Cơ bản mình nói lại một chút về Redmi Note 12 Pro như thế thôi. À, nó có cả mình vân tay tích hợp cùng nút nguồn nha anh em. Đấy. Thì hiện tại với tầm tiền khoảng 4 triệu rưỡi thì đây vẫn là sản phẩm mà các bạn có thể cân nhắc. Còn săn sale thì thôi, giá nó quá rẻ rồi, nó lại còn đáng mua hơn. Nhớ nhá, anh em tham khảo Redmi Note 12 Pro ở dưới đường link phần mô tả. Rất cảm ơn các bạn đã xem đến đây. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.